cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thúy Mai, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thanh Oai sẽ đến phát biểu thay mặt. Bình Đà, lễ hội cấp huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật sống với chủ đề Phụ nữ Thanh Oai đoàn kết vươn xa năm 2024. Lời đầu tiên, thay mặt những người làm chương trình, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội, các đồng chí thuộc Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, báo Hà Nội Mới, báo Thủ đô, báo Kinh tế đô thị và các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các phòng ban ngành đoàn thể của huyện, các đồng chí trong ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Bình Minh, Thanh Cao, Mỹ Hưng, Tam Hưng, Thanh Thủy, Thanh Mai, Phương Trung và Cao Dương, với 340 cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia đồng diễn. Đây là chương trình liên hoan chống hội nghệ thuật với quy mô lớn đầu tiên được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thanh Oai tổ chức và là một trong những hoạt động khởi đầu cho buổi khai mạc lễ hội Bình Đà cấp huyện năm 2024, một lễ hội với nhiều màu sắc, âm hưởng, hứa hẹn một năm mới nhiều thắng lợi mới. Cuối cùng, xin chính kính chúc các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể bà con và nhân dân luôn mạnh khỏe, an vui, chúc năm mới nhiều thắng lợi mới, chúc lễ hội thành công rực rỡ. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức trân trọng giới thiệu đại diện 14 đội trống sẽ tiến về khu vực sân khấu để nhận cờ lưu niệm đến từ ban tổ chức. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Thanh Oai, đồng chí Bùi Văn Sáng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Oai sẽ đại diện cho ban tổ chức trao cờ lưu niệm. Địa phương trên cả nước. Kính thưa toàn thể quý vị, tiếng trống từ bao đời nay đã in sâu vào tiềm thức văn hóa tâm linh của mỗi người dân đất Việt. Trong những nghi lễ trang nghiêm hay lễ hội, tiếng trống trầm hùng vang vọng, tạo ra không khí uy nghi, khơi dậy cho mỗi chúng ta lòng tự hào dân tộc. Trong các lễ hội dân gian, âm vang trầm hùng của tiếng trống không chỉ khơi dậy niềm tự hào dân tộc, còn rực rỡ bước chân mỗi người tìm về cội nguồn, bày tỏ sự biết ơn đến các bậc tiền nhân đã có công với dân với nước, mà còn tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân, như thúc giục tất cả chúng ta ra sức học tập, rèn luyện, lao động để xây dựng thủ đô và đất nước. Hãy hòa mình vào không khí ngày hội của quê hương, đất nước và non sông để tạo nên sức mạnh kỳ
diệu của cả một dân tộc. Đến với liên hoan ngày hôm nay, câu lạc bộ chống nghệ thuật, các câu lạc bộ chống nghệ thuật huyện Thanh Oai.
tràng pháo tay thật giòn giã đi ạ. Kính thưa quý vị, với sự đam mê, nghị lực và tinh thần đoàn kết, đội chống nữ thôn Áng Phao đã và đang là một điển hình cho sự mạnh mẽ và tài năng của phụ nữ thôn nông thôn Việt Nam. Họ không chỉ là những người nghệ nhân chống tài ba, mà còn là biểu tượng của sự sống động, của lòng tự hào dân tộc và sức mạnh, nghị lực của người phụ nữ để gìn giữ và phát triển di sản văn hóa dân tộc, làm cho nền văn hóa dân tộc trở nên sống động và phong phú. Xin mời quý vị đến với màn biểu diễn của đội chống thôn Áng Phao, xã Cao Dương. Trân trọng cảm ơn đội chống thôn Áng Phao, xã Cao Dương. Tiếng trống hào hùng khắp muôn nơi.
Thưa quý vị các bạn thân mến, buổi sáng nay diễn ra cuộc thi hội chống của hội phụ nữ huyện Thanh Oai diễn ra rất là đặc sắc và điều tuyệt vời. Đấy, mình đã chia sẻ một số những hình ảnh tại những cái của cái trống hôm nay rất là đẹp. Vâng, phải nói là rất là không khí tại khu vực hội đánh trống rất là rực rỡ và rực rỡ. Thấy là đang chuẩn bị thu dọn trống đây. Đội của mình là được giải mấy nhỉ? Đội của mình được giải mấy nhỉ? Chưa cho giải à? À, thế ạ. Tưởng được giải rồi. đội chúng tôi mà đánh hay nhất mà. Khá là giải. Vâng, đúng là một màu sắc rực rỡ, các màu áo rất là đẹp. Áo dài truyền thống của phụ nữ Việt Nam. Khi xong hội, mọi người đang chụp ảnh để lưu niệm lại những khung ảnh cho đội của mình. Các đội này rất là đẹp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.